cho Sang ấy. Sang có gương ấy. Sang. Con hiểu. Sang đi xuống. Này. Cố lên. Trong sân. Không cần đập cơ mà vẫn ăn cơ nha. Chết rồi, tại sao rồi?
con. Hay lắm. Được rồi. Không được. Không được. Vâng, không rồi. Năm không. Ôi trời ơi. Vũ vào bên kia. Vũ vào bên kia. Vũ vào bên kia. Một người bên này. Bên này một người bên này. Đây đây đây. Không không. Mạnh thế. Không không nhá. Wow.
đi người ta lên, đi người ta lên. Nhưng mà thấy người đánh cứ đánh. Lên đó là nó hay bỏ. Nếu chỉ chuyền bóng lên bên này thì đánh, người kia cứ đánh. Không được chập chững như thế. Cứ bên phải đánh. Đúng rồi. Thật ra cứ chuyền bên nào lên đánh. Cố lên. Cố đẹp rồi. Này đi này, đi này. Đặt luôn rồi. Cái chỗ đắp đấy chói. Chịu. Đỡ được hơn mình một là hay mấy à? 8, 7 9, 8 bao nhiêu? Úi lửa thang đã chấm đủ 2 theo đứng gần đấy không có gì ra được rồi không thôi đúng rồi bắt cho nó đi nó còn nhẹ ok bình tĩnh đây rồi còn nhiều bao nhiêu đâu đây đây ra anh à rồi đi cứu lại tối đi bình tĩnh lùi đi. Quá đẹp rồi. Ôi ơi, quá. Cố lật lưới nó đập bóng quá rồi. Không kịp được. Không lấy không lật lưới bắt được lưới lưới. Cao rồi, đâu rồi. Lưới đeo à? Không, không đánh vào báo hoa đâu. Kìa. Yeah. Luôn mà ngay. Một rồi. Một bát nước ngồi thì không phải đánh chuyên nghiệp. Lên tiếp đi. Dạ. Bao nhiêu? Sang. Úi giời, chết rồi. Đứng ở đâu không? Có
Thí ơi, cao thế là sao mà chị nhảy với một tay bắt được nó? Để chị bắt con đấy. Bỏ đi bà Đinh đỡ đi. Nhỡ rồi. Bắt đâu? Thế này khoác rồi đấy. Đâu? Rồi. Không cần làm gì à? Đang đấy. Này. Gì à? Sao? Đi học. Ngoài mất rồi. Ngoài. Này. Ôi giời ơi, bắt chúng nó. Con nhiều, đúng rồi. Khỏi lắm. Không ngồi, không có đỡ được quả đấy chứ. Từ đấy giờ đỡ được kìa. Không ngồi rồi. Rồi chơi thẳng luôn rồi, vào lưới rồi dừng lại rồi. 10. Không được 2 bà kia à? 10 rồi. Đánh như cái đấy chuyện. Để mày lá ra để cho nó nằm trên thái. Em cứ đánh đi, em đánh đi. Em vào đánh luôn, vào đánh luôn. Đánh đây đỏ mãi đi ngoài. Tao vừa đánh chân bằng chân nhanh. Đánh chân đỡ thầy. Không. Vào thay thế chuyển hai. Thế thì bên này yếu, chị Linh ra bên này. Yếu gì? Thôi không cần đâu. Thế này còn yếu gì nữa hả chị? Khổ ghê cơ. Yếu gì khổ. Đấy, ngoài. Rồi. Outside. Ủa?
chị ấy Thúy cứu quả quá hay luôn. Thank you.